Tôi là anh Tuấn, xin được chào đón tất cả các bạn đến với sân khấu nơi hào quang và tinh tú hội tụ. Đây là bài hát đầu tiên. Và người đồng hành cùng tôi trong chương trình này, Hoa hậu Hương Giang. Chương trình bài hát đầu tiên được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3. Đến với sân khấu của bài hát đầu tiên, chúng ta luôn luôn được gặp gỡ với những nghệ sĩ. Họ là những người có thể đã tạo ra xu hướng từ nhiều năm trước, hay cũng có thể là những người đang tạo ra xu hướng vào thời điểm hiện tại. Hơn hết, chúng ta sẽ được gặp gỡ với họ, được giao lưu với họ và cũng được xem họ đến với các fan của mình như thế nào. Đến với mỗi sân khấu bài hát đầu tiên thì các nghệ sĩ không chỉ có những phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu, họ còn mang tới đây những bí mật chưa từng bật mí, và đặc biệt là những sự kết hợp có 102. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem những hình ảnh sau đây để biết ai sẽ là khách mời của ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ được bật mí rằng đây là một nữ ca sĩ có một giọng hát thiên thần. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thủy Chi từ bé đã có hai thái cực rất khác nhau. Đúng rồi ạ. Thực ra ngày xưa em cũng già trước tuổi anh ạ. Người đi theo gió để trốn xa, nơi đây em vẫn mong chờ. Và một ngày kia gió bay mang anh về với em ước mơ. Thì không phải là một người quá hay lên mạng tìm xem mọi người nói gì về mình. Chi tự bảo vệ mình trước tất cả những cái dư luận để cho mình thực sự tập trung vào cái công việc của mình. Nghe lời ru tuổi thơ mãi bên con, để nụ cười cha ấm áp mãi bước con về. Em không muốn cái cảm giác là lên hát trực tiếp mà lại bị hỏng một nốt nào, nên em bắt các bạn tập rất là nhiều, nên có một vài bạn ra khỏi nhóm. Yo, yo, đây là Thủy Chi. Bài hát đầu tiên, anh Tuấn, Hương Giang, yo. Từng ngày qua em biết, cậu bé thương em từ lâu. Lắm lúc chẳng nói một câu, đôi khi hay quên trước sau. Nếu chị không trả lời thư của em, 3 ngày sau chúng em sẽ đến gặp chị. Thì ô, em sợ lần đầu tiên bị đe dọa, em sợ vô cùng luôn. Trôi đi trong miền xanh thẳm.
cảm ơn Thùy Chi đã mở màn cho bài hát đầu tiên ngày hôm nay với hai bài hát rất quen thuộc, Giấc Mơ Trưa và Giai Điệu Tình Yêu. Rất là cảm ơn Mai Nhạc Hoài Sa vì ngày hôm nay đã đánh một bản phối đầy cảm xúc để cho chị Thùy Chi thể hiện hai ca khúc này. Bản thân Giang có rất nhiều cảm xúc lúc này và hy vọng rằng là chúng ta sẽ nhanh chóng chào đón nữ ca sĩ Thùy Chi đến với chương trình bài hát đầu tiên để được trò chuyện nhiều hơn với cô ca sĩ này nhé. Không phải là một người quá hay lên mạng tìm xem mọi người nói gì về mình. Chị tự bảo vệ mình trước tất cả những cái dư luận để cho mình thực sự tập trung vào cái công việc của mình. Bên mái nhà hàng tre xanh vẫn khẽ đưa, dù cánh cò ngủ ngoan thương bao ước mơ. Lúc đấy em không thấy vui đâu. Em chỉ có một suy nghĩ, này em nhớ lắm nhá, em suy nghĩ là thôi chết rồi, mình không còn cái không gian riêng của mình nữa. Bài hát đầu tiên. Bài hát đầu tiên. Chúng ta xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình bài hát đầu tiên trong một cảnh hương Giang ngay lúc này, đó là nữ ca sĩ Thùy Chi. Thôi để mở đầu cho chương trình này thì anh sẽ nhờ Chi ký tặng cho tất cả khán giả. Em ký vào trang nào cũng được ạ. Đây là chữ ký của Thùy Chi. Có lẽ rằng là tiết mục mở màn vừa rồi đã làm cho tất cả chúng ta sống lại một cái thời ký ức nào đó với một cái ca khúc rất là quen thuộc là Giấc Mơ Trưa và Giai Điệu Tình Yêu. Em còn nhớ là lúc đó là em lớp 9 và chuẩn bị học xong cấp 2 thì phải, lúc đó là phải chia tay bạn cuối cấp. Thì lúc đó những cái bài hát của chị Chi ấy, là được các bạn ở trường hát rất là nhiều. Thì khi mà chị hát lại ca khúc đó trên sân khấu thì cảm xúc của chị như thế nào ạ? Chi chỉ cảm thấy là lần nào cũng như thế, đều có một cái cảm giác như lần đầu tiên được hát cái bài hát đó, rất là bồi hồi. Và cái cảm xúc của mình khi mà lần đầu tiên được hát bài đó cho đến bây giờ nó vẫn vẹn nguyên như vậy. Bài hát đầu tiên mà Thùy Chi nổi tiếng trên mạng em là nhớ gì? Nếu không nhớ. Nhầm thì chính là Giấc Mơ Trưa và Giai Điệu Tình Yêu đấy ạ. Nhưng mà Giấc Mơ Trưa ngày xưa anh làm bài hát Việt thì lúc đó là Khánh Linh hát. Vâng đúng ạ. Em nghĩ như nào sau đó em lại cover lại? Thực ra hồi đấy là em 14, 15 tuổi thì em không nghĩ gì đâu ạ. Lúc đấy em không nghĩ một cái gì, em chỉ nghĩ rằng là sau cái giờ nghỉ giải lao của đi học thì em đi ra quán net với các bạn, thì các bạn chơi thì em ngồi em tìm bài hát, thì em nghe thấy một cái giai điệu hay vô cùng luôn. Ngay lúc đấy em đã nghĩ trong đầu là mình thích quá, mình phải thu âm thôi. Thế là em mới gọi điện cho anh Trần Quang Duy, chính là người viết cái bài Giai Điệu Tình Yêu này này. Em bảo là anh Duy, anh có thể làm nhạc cho em bài Giấc Mơ Trưa được không, em thích bài này quá. Thế thì anh Duy nghe xong thì xong là anh Duy làm trong 2-3 ngày thôi và em đã thu âm bài đấy luôn. Nhưng mà lúc đó anh tưởng tượng một cô gái 15 tuổi. Dạ. Nghe chắc lúc đó chỉ thích nhạc thôi chứ còn nội dung có vẻ hơi già hơn tuổi của em nhiều. Thực ra ngày xưa em cũng già trước tuổi anh ạ. Nhưng mà là em nghe thì em cảm thấy là nó không phải là một cái nỗi buồn làm cho mình cảm thấy cần phải khóc, nhưng mà nó sẽ là một cái điều mình cứ bị khắc khoải trong người. Thì em có cảm giác như vậy và em chỉ biết làm sao để hát cho nó đúng với cái cảm xúc của mình. Lúc đó Chi nhận được phản hồi của khán giả như thế nào? Sau khi bài hát đưa cho anh Duy thì mấy ngày sau là anh Duy đã tự đẩy cái bài ấy lên mạng rồi. Em không có biết, tại vì em không giỏi công nghệ đâu. Khoảng một tuần sau thì anh Duy bảo là ra đây, anh bảo này anh cho xem cái này. Thì em mới đi ra quán net và anh Duy cho em đọc hết tất cả trong một cái trang âm nhạc hồi đấy. Dài, em nghĩ là phải mấy chục trang ấy. Anh Duy bảo là đây em nhìn này, mọi người đang rất là thích cái bài này. Mọi người đang khen anh rồi khen em. Lúc đấy em không thấy vui đâu. Em chỉ có một suy nghĩ, này em nhớ lắm nhá, em suy nghĩ là thôi chết rồi, mình không còn cái không gian riêng của mình nữa. Tự nhiên lúc đấy cảm thấy hơi ngại ngùng một chút. Thế và sau sự kết hợp đó thì mới ra Giai Điệu Tình Yêu với Duy hay là đúng trước? Rồi, hình như sợ. Em cũng không nhớ rõ, nhưng mà hình sau đấy ạ. Cái một cô gái 15 tuổi, khi mà một cái người mà họ quá trẻ, họ hát một cái ca khúc gì đấy về tình yêu thì thường là họ sẽ bị nhận xét chưa đủ độ sâu hoặc là chưa đủ trải nghiệm. Nhưng mà Thùy Chi hát ấy, nó không vui nhưng mà nó cũng không bị buồn, nó cứ lưng lửng ở đâu đấy cái cảm xúc đó. Vậy thì cho em hỏi là trên cái hành trình sau này, khi mà chị chinh phục, đã bao giờ có ai đó có ý kiến cho rằng là với một cái giọng tuyệt đẹp bẩm sinh như thế nhưng nó lại cứ có một cái cảm xúc lưng lửng như vậy, Thùy Chi sẽ không thể hát những cái ca khúc sâu sắc hơn nữa được không? Chị đã bao giờ nhận những đánh giá đó chưa?
Thực ra là Chi không phải là một người quá hay lên mạng tìm xem mọi người nói gì về mình. Đấy là một cách Chi tự bảo vệ mình trước tất cả những cái dư luận để cho mình thực sự tập trung vào cái công việc của mình. Có thể là có rất là nhiều những cái chia sẻ của khán giả nói về việc là giọng của Chi như thế này, giọng của Chi như thế kia. Chi sẽ suy ngẫm, lúc nào Chi cũng như vậy. Cái điều đó nó có thực sự là đúng với cái khả năng, cái năng lực của mình hiện tại không? Nó có phù hợp để mình thay đổi trên cái con đường mà mình đã chọn không? Sau đó, sau khi hai điều đó thấu đáo rồi thì Chi bắt đầu mới thực sự quan tâm để mà thay đổi nếu mà điều đó nó phù hợp với mình. Yeah. Hầu hết các bài của Chi chúng ta cũng có thể nhận thấy được là nó cứ nhẹ nhàng, nó bay bổng đúng với kiểu hát của Chi thế. Đã bao giờ Chi thử hát một cái gì đó nó nặng hơn chưa? Chúng ta đang nói giọng Chi ở đây. Bây giờ chúng ta hát nặng hơn, Chi đã bao giờ thử chưa? Khoảng tầm từ 9 tuổi đến 14 tuổi thì em vẫn hát cái kiểu nặng mà anh nói đấy ạ. Thế à? Tức là em hát giọng thật. Sau đó thì đến khi 15 tuổi bắt đầu mình thích cái kiểu đó thì mình bắt đầu chuyển sang một cái màu đấy như anh nói là nó bay. Thế bây giờ không hát giả thanh nữa thì có thể hiện được không? Em cứ thử. Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền không là cao xa, không thật gần nhưng chưa chan. Mắt đen của Vũ Trường. Ngày xưa Chi có học thanh nhạc không nhỉ? Em không ạ. Hồi bé là em bố mẹ dạy các anh chị rồi em ngồi em nghe thôi, em cũng không được học. Các bạn thấy phần thể hiện vừa rồi như nào? Giang là người học thanh nhạc rồi. Giang nhận xét như thế nào? Em nghĩ là không có nhiều khán giả họ biết là chị hát giọng pha đâu. Nhưng mà khi mà mình có ý định mình thi vào trường âm nhạc á, thì mình sẽ hay đi xem các cái chương trình, đặc biệt là Tuổi Đời Mênh Mông. Thì em nhớ cái ngày hôm đó Chi chỉ cất lên một cái câu hát thôi. Đến tận bây giờ với em nhá, em nghĩ đấy là một cái câu hát ấn tượng nhất trong cuộc đời em từng được nghe từ một người ca sĩ. Câu đó là cái câu mà tìm về trong giấc mơ tuổi thơ tôi đắm say. Thì em nhớ lúc đó là toàn bộ trường quay đó là người ta không thể tin là có một cái giọng hát đẹp đến như vậy. Chiếc giọng pha là một chiếc giọng đòi hỏi cái sự tập luyện và cái kỹ thuật về cột hơi này, là vị trí âm thanh, tất cả mọi thứ. Thì thời gian đầu khi mà chị Chi tập á, sau đó chị đi diễn live, thì đã bao giờ chị bị đánh giá là cái bạn này hát live có vấn đề chưa? Tại vì em nghe đồn có thông tin là chị Chi từng không nhận show, nghỉ ở nhà để luyện kỹ thuật cho đến khi mà mình có thể xử lý cái chất giọng đấy, điêu luyện mới đi hát lại, là có đúng không ạ? Cái trường hợp đấy chính là lần đầu tiên hát bài hát Việt đấy ạ. Tự nhiên lần đầu tiên được tham gia hồi đến 15 tuổi, xong lại hát một cái bài mà thật sự đến bây giờ em hát em còn thấy là nó quá là khó. Hồi đó là bài gì nhỉ? Bước chân kia lạc lại về đâu tìm. Đấy, 15 năm trước mà đã hát một cái bài mà nó cứ quãng nó cứ như này rồi. Sau khi biểu diễn xong, cái buổi tối ngày hôm đấy thì có hai chương trình. Một chương trình là ban nhạc học sinh sinh viên toàn quốc. Em diễn bài hát Việt xong, em chạy sang chương trình kia. Tại vì lúc đấy em thích cái chương trình sinh viên hơn vì em được diễn với ban nhạc của em hơn. Lộ rồi, sau bao nhiêu năm. Thế là em hát xong thì em cũng không để ý gì, mà bởi vì là sau khi diễn xong thì ban nhạc của em được giải đặc biệt. Nhưng ngay ngày hôm sau thì rất nhiều tờ báo, ngày xưa còn có báo giấy á. Em còn nhớ nguyên si em đi ăn ốc ở đường Lương Định Của. Em đi ăn với cả nhóm của em để ăn mừng mà. Em thấy rất là nhiều báo để ở trên cái vỉa hè. Nhưng em thấy mặt ai quen quen, to là to ở cái trang đầu tiên luôn ấy. Chết rồi, mình rồi, chết rồi kiểu này. Tự nhiên cái dự cảm của mình nó không ổn. Thế là em mon men em đi vào đấy, em mới mua một tờ về em đọc. Và sau khi em đọc xong thì em suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì là mọi người đánh giá rất nhiều về việc là à tại sao hát live, tại sao đi diễn ở ngoài lại không đúng như bản thu âm, rồi là rất là nhiều bản thu âm hay như thế này mà ở ngoài lại hát như vậy. Thì em lúc đấy em đã nghĩ luôn là mọi người sẽ không có trách nhiệm cần phải hiểu là lúc đấy mình đang có vấn đề gì. Thế nên là em chỉ chọn cho mình một cách là em sẽ ở nhà luyện tập. Em bỏ tất cả mọi thứ em có để em đi thu. Ví dụ như là tiền bố mẹ cho ăn thì em sẽ dành để đi thu. Có những ngày em thu 5-6 bài hoặc 10 bài. Và tất cả những cái bài đấy là những bài để em luyện cao độ của em. Bây giờ sẽ có khoảng hơn 100 bài mà em không hề có trên mạng. Chỉ là những bài tập của em từ rất lâu rồi đến bây giờ. Nhưng có thu thanh? Có thu thanh ạ. Sẽ có những bài em thu đi thu lại 3-4-5 lần cho đến khi nào mà em cảm thấy là nó đạt được cái mà em mong muốn thì thôi. Thì sau đó thì bắt đầu có những người bạn nói với là ừ thôi, hay là nhận cái này cái kia đi. Thì em có đi tham gia thì em cũng diễn live rất là nhiều. Đa số là cho sinh viên, em sẽ chọn những cái chương trình mà âm thanh nó rất là tệ để em có thể thử cho mình ở trong một cái trạng thái là bất cứ âm thanh nào dù thế nào mình cũng phải xử lý được cái mic đấy. Em muốn hỏi là Chi có sợ sự nổi tiếng không?
Đến bây giờ thì chị nghĩ là chị vẫn hơi sợ. Vẫn hơi sợ một chút, nhưng mà khi mà mình đã quyết định là mình sẽ ngồi ở đây cùng với tất cả những người mà anh em trong công ty, rồi những người yêu mến Chi suốt 15 năm qua, thì Chi sẽ không còn sợ nữa, Chi nghĩ vậy. Từ bây giờ chị không còn sợ nữa, nhưng mà cái nguyên tắc đó nó có thay đổi để chị phù hợp với thị trường và khán giả hay không? Như các khán giả hay là Hương Giang có thấy rằng là Chi ngừng lại, thực ra là đấy là một cái cách mà Chi phục hồi lại cái cảm xúc của Chi. Vì Chi luôn đặt cái yếu tố cảm xúc lên, mà cảm xúc thì không thể trải dài ra liên tục hàng tháng, hàng năm được. Nên Chi chọn cách là khi mà Chi đã chia sẻ ra một loạt những cảm xúc rồi thì Chi cần phải đóng lại để phục hồi lại cảm xúc của mình. Khi mình đi diễn quá nhiều, mình không cho cái cơ thể của mình nó nghỉ, mình không lắng nghe cơ thể mình, thì chắc chắn đến một ngày mà mình sẽ không đạt được những cái điều mà khán giả kỳ vọng mình nữa. Chi có vẻ rất là cầu toàn, anh thì lại thích nói đến âm nhạc. Anh không hiểu là khi Chi học piano như vậy, Chi có bao giờ thử sáng tác không? Em cũng có sáng tác hồi bé, em sáng tác cũng nhiều ạ. Hồi bé là khoảng bao nhiêu tuổi? 6 tuổi là em đã bắt đầu viết ra những cái giai điệu đầu tiên, sau đó bố sẽ ghi lại cho em. Sau đó là sáng tác những bài nhỏ, và đến mười mấy tuổi thì em cũng có viết vài bài ạ. Hôm nay trên sân khấu của bài hát đầu tiên, nếu như để Chi chọn một bài hát do chính Chi viết, sẽ là bài gì? Câu chuyện về bài hát đó như thế nào? Đó là bài Tuổi Thơ Con, bài về cha. Hồi đó là em cũng đã thu âm rồi, nhưng không hiểu vì sao cái file âm thanh đó cho đến bây giờ thì nó cũng không nghe được nữa. Thì ngày hôm nay thì em cũng rất muốn là sẽ được hát lại cái bài hát đó, để mình có thể được quay trở lại cái quãng thời gian 14, 15 tuổi đó, để được trải nghiệm cái cảm xúc đó. Cảm ơn Thùy Chi đã chọn bài hát này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nhường lại sân khấu để Thùy Chi sẽ đắm chìm vào cảm xúc của một cô gái khi 14 tuổi viết bài hát đầu tiên của mình như thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngay khi nào mọi người ngủ hết ấy, em nghe thấy đủ 11 người thở thì mới khóc. Em mới khóc. Xong em sẽ chùm chăn và em khóc. Tức là em rất là sợ cái cảm giác mọi người kiểu nhận ra là mình đang khóc ấy. Từng ngày qua em biết cô bé thương em từ lâu. Lắm lúc chẳng nói một câu. Đôi khi hay quên chưa sao. Thủy Chi từ bé đã có hai thái cực rất khác nhau. Đúng rồi ạ. Một Thùy Chi rất là nhí nhảnh, vâng. Còn nếu mà một mình thì sẽ là một bà già. Đúng, một bà già đấy anh ạ. Trong vóc dáng trẻ con. Chúng ta cùng quay trở lại với câu chuyện cùng ca sĩ Thùy Chi. Cảm ơn Thùy Chi đã chọn bài hát này, Tuổi Thơ Con. Một bài hát mà khi Thùy Chi mới chỉ có 14 tuổi, chứng tỏ là tình cảm mà Thùy Chi dành cho gia đình rất nhiều vào lúc đó, đúng không? Vì sao mà em chọn bài đó? Bởi vì là đấy là một bài hát viết về cha. Mà em là một cái người mà thoát ly gia đình rất sớm. Tức là em học nhạc từ 6 tuổi, nhưng mà 9 tuổi là em đã không còn được ở với bố mẹ nữa, mà em lên Hà Nội học rồi. Thế có nhớ nhà nhiều không? Em khóc nguyên một năm luôn ạ. Nguyên một năm? Cả một cái năm 9 tuổi đến 10 tuổi là em khóc như một dòng sông. Nhưng mà em thì hơi kiểu tự trọng, từ bé đã tự trọng rồi. Em ngày xưa em ở ký túc xá là 12 giường một phòng. Em phải nghe khi nào mọi người ngủ hết ấy, em nghe thấy đủ 11 người thở thì mới khóc. Em mới khóc. Xong em sẽ chùm chăn và em khóc. Mà em ngày xưa bé em không khóc cái kiểu như bây giờ đâu. Mà em được rèn luyện một cái năm đấy mà em khóc không có một tiếng nào cả. Tức là em rất là sợ cái cảm giác mọi người kiểu nhận ra là mình đang khóc ấy. Thế là ban ngày em vui lắm, ban ngày em đi học em ngậm là cây hài của lớp mà. Kiểu em hài hước, thế là em đến chơi bạn các bạn vui, xong trêu bạn này bạn kia. Nhưng mà đến buổi tối thì em sẽ... Tức là mình... Thùy Chi từ bé đã có hai thái cực rất khác nhau. Đúng rồi ạ. Một Thùy Chi rất là nhí nhảnh, vâng. Còn nếu mà một mình thì sẽ là một bà già. Đúng, một bà già đấy anh ạ. Trong vóc dáng trẻ con. Nhưng lúc đầu thì Thùy Chi có nhắc câu chuyện là bố giúp viết nhạc gì đó, chứng tỏ là gia đình Thùy Chi cũng làm nghề này, đúng không? Vì sao mà có Thùy Chi hát ngày hôm nay? Bởi vì là từ bé thì bố mẹ em là giáo viên dạy cho nhà thiếu nhi ấy. Rồi bố mẹ em dựng hợp xướng, dựng múa. Thì ngày xưa thì chưa có điều kiện, nên là mẹ thì bế cả em lên trên lớp. Thì mẹ cứ để em một cái góc đấy, thì em nghe bố mẹ dạy các anh chị thì em hát theo. Rồi là bố em thì ngày xưa làm ở sở thì hay đi duyệt các chương trình về chèo, về kịch. Rồi là bố em cũng hay, tức là tất cả những cái gì mà em được bồi đắp ngày hôm nay là từ, em nghĩ là cả một quãng thời gian nhỏ em được bồi đắp rất nhiều từ bố mẹ, từ gia đình. Chị vừa nói đến chèo, dạ. Có rất nhiều những ca sĩ bố mẹ của họ hoạt động nghệ thuật, và đặc biệt trong lĩnh vực của âm nhạc dân gian, dạ. Và họ được nghe, họ ngấm nhiều. Thùy Chi thì sao? Thế có bao giờ thử hát chèo không? Em có chưa ạ? Thế có thử luôn bây giờ được không? Lên đây anh Tuấn toàn bắt hát thôi. Nhận mà toàn hát. Đây là chương trình bài hát đầu tiên mà. Đào liễu ý có một ý mình. Em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào liễu ý có một ý mình. Đào liễu. Anh thấy Chi hát chèo hay đấy. Dạ. Có khi chính vì yêu thích chèo hay là được gần với những dòng nghệ thuật dân gian như vậy từ bé, nên là Chi mới thích kiểu Giấc Mơ Trưa, đúng không? Hơi mang chất dân gian đương đại. Thực sự em nghĩ rằng là không chỉ với những cái ca khúc mang ở dân gian đương đại đâu. Em thấy kể cả với nhạc nhẹ, chị Chi cũng có một cái cách xử lý, cái cách luyến đó. Nó đặc trưng, và chị có cố tình xử lý như vậy hay không? Hay là do hồi nhỏ, cái đó nó ngấm vào chị lúc nào mà chị không biết?
ngay từ khi bé thì bố có kể là khi mà mẹ mang bầu thì là bố em đã hay đánh đàn mandolin và hát chèo cho em nghe rồi. Và đến khi em ra thì em ra đời thì bố mẹ em vẫn vừa bế xong tay vẫn ôm đàn và đánh cho em nghe. Dần dần nó ngấm vào trong mình và tự nhiên mình sẽ có những cái màu sắc như vậy để mình xử lý những cái bài hát, kể cả là dân gian hay là nhạc nhẹ. Để bây giờ để cho khán giả hình dung được là chúng ta đang nói về cái câu chuyện gì thì em muốn là cùng trên một câu hát, chị Chi có thể thử hát thẳng và hát theo cái cách mà chị vẫn hay hát. Thì em muốn chị thử cái câu mà lúc nãy em rất là thích, cái câu khi mà chị hát ra cái câu đầu tiên cùng với nhóm TSD. Vâng. Đúng là chương trình bài hát đầu tiên cho Chi đang quay trở lại rất nhiều những cảm xúc đầu tiên. Và thực sự cảm ơn Giang, bởi vì nếu không có Giang nhắc lại cái câu chuyện đến ngày hôm nay, có lẽ Chi cũng không được trở lại cái cảm giác vừa hát một câu mà được khán giả yêu mến như vậy. Đấy là một bài hát tìm về tuổi thơ. Dạ. Tìm lại trong giấc mơ tuổi thơ tôi đắm say, thì là thẳng. Dạ. Còn nếu như hôm đấy chị hát là tìm lại trong giấc mơ tuổi thơ tôi đắm say. Quý vị có thể nhìn thấy ngay được giữa chất pop và có một chút luyến láy là ra chất Việt Nam ngay. Nhưng mà nói đến âm nhạc thì anh lại đang nhớ đến cả một quãng thời gian mà Chi có rất nhiều những người bạn trong sự nghiệp của mình. Từ Minh Phương này, hay là M4U này, có rất nhiều những sự kết hợp khác nhau. Với M4U, có phải nhờ Chi kết hợp cùng với M4U mà Chi cũng được khán giả biết đến nhiều hơn không? Em nổi tiếng trước chứ. Thật, hồi đấy là em đã thu âm được trước bao nhiêu năm rồi ạ, mấy năm trước đấy rồi, và tất cả các bản thu của em đều là thu ở trong phòng thu của anh Minh Vương, chính là người trong nhóm luôn. Sau đó thì anh Minh Vương mới có một ban nhạc, thì trong đấy có 4 người thì tìm một bài hát để hát với Chi đi, bởi vì Chi cũng đang đi diễn như thế, thì bây giờ mình hát một bài cùng với Chi đi. Thì xe đạp ra đời, mưa trên phố bay xa ra đời, mưa ra đời. Trời, nhớ lại những cái ca khúc đấy thì nó có quá nhiều kỷ niệm. Thì em thì em thích lúc mà chị kết hợp cùng với chị Minh Phương. Minh Phương là người cùng với chị Chi. Em nhớ lúc đó là ca khúc đó là kỷ niệm mái trường. Ngày mai xa nhau rồi. Thì em nhớ là lúc đó là học sinh ai cũng sẽ thuộc cái bài đấy. Và sau đó thì chị Chi với chị Phương có thành lập một ban nhạc. Thì em đang muốn hỏi là tại sao lúc đó cái cơ hội để mà mình solo nó rộng mở như thế, tại sao chị không chọn cái sự nghiệp cá nhân mà lại kết hợp với người này người kia, thậm chí là rất là thích ban nhạc? Quãng thời gian mà đầu tiên ban nhạc đầu tiên của Chi, nhóm gọi là nhóm nhạc đấy ạ, là hồi em vừa lên trường 9 tuổi, em được cho vào trong một ban nhạc tên là Baby. Hồi đấy là có một hai chị lớn hơn em 1 tuổi thôi, còn đâu toàn là 9 tuổi 10 tuổi. Thì xong đến một thời gian em ra khỏi nhóm nhạc Baby là khi em bắt đầu 12 13 tuổi, là em đã bắt đầu rất thích có một nhóm nhạc riêng, bởi vì lúc ấy em thấy rằng là em không muốn là mình chỉ hát xong là người đằng sau đánh cho mình cái gì mình hát theo, mà em muốn là em sẽ được tự cùng với các bạn của em đánh đàn, hát, chơi theo cái cách mà mình muốn. Nhưng mà sau đó thì có tham gia ban nhạc nào khác nữa không? Sau đấy thì là TSD Band đấy ạ. Sau TSD. 1990 là TSD Band. Ban nhạc đấy ra đời như thế nào nhỉ? Sau khi 1990 ra đời, được giải đặc biệt xong thì tan rã. Một hai bạn thì bạn ấy không còn cảm thấy phù hợp với cái hoạt động kiểu như nhóm nữa, thì bạn ấy ra ngoài. Những bạn còn lại thì còn em, còn Minh Phương. Hồi đấy không có Minh Phương. Minh Phương hôm đấy thi cùng em mà thi ban nhạc khác mà không được giải đặc biệt anh ạ. Sau đó thì là em mới mời Minh Phương vào nhóm. Thì là cuối cùng là chốt lại một TSD Band có em, Minh Phương, Ly Hương và Trà My. Ở trong ban nhạc thì có khác nhiều so với khi mà Chi ra hát solo không? Rất nhiều ạ. Ngay cái việc mình được đứng với các bạn, mình đã thấy kiểu mình đỡ run hơn rồi. Mấy cả cái thứ hai là em thích cái cảm giác phối bè lắm. Em thích được kiểu một cái bài hát, mình không thích hát đơn thuần đâu. Em hay thích kiểu thay đổi nó xong hát như thế nào đấy để bè nó quyện vào với nhau, bè này bè kia. Đâm ra là ngày xưa khi mà một vài bạn ra khỏi nhóm, bởi vì là em tập quá là căng, các bạn ấy không thích cái cách tập đấy của em. Mà em không muốn cái cảm giác là lên hát trực tiếp mà lại bị hỏng một nốt nào, nên em bắt các bạn tập rất là nhiều, nên có một vài bạn ra khỏi nhóm là vì thế. Ngày xưa mà lúc mà đi xem TSD về á, thế là em cũng bắt trước. Ngày xưa em có cái tên cũ,
thì bắt đầu bằng chữ H. Thì em thành lập nhóm của em là HSD. Thế sau đó mọi người tưởng là Lê là hạn sử dụng. Thế thì xong rồi em mới đi cãi nhau với cả bạn bè em kinh khủng khiếp luôn. Hát khỏe, hát mạnh thì nó xưa rồi. Mà giả thanh nhiều người làm được rồi. Phải hát giọng ở giữa mới là giỏi. Thì lúc đấy em lấy chị ra là Thùy Chi mới là hát, chứ Thùy Chi mới là đỉnh cao. Kể ra đây để cho chị thấy là chị không cần phải mưu cầu một cái sự nổi tiếng nào, nhưng mà cái việc mà chị cứ truyền đi những cảm xúc mà với chị nó là tự nhiên ấy, nó cũng có thể truyền cho ai đấy một cái nguồn cảm hứng. Và đặc biệt ngày hôm nay là em. Hôm nay nhận fan từ ngày xưa đến bây giờ mới phát hiện không, ra. Fan thiệt. Cái này là fan thiệt. Và chắc là chị không bao giờ biết, nếu mà hôm nay chị không gặp em ở đây thì chị sẽ không bao giờ biết cái chuyện đấy. Rồi hai chị em sẽ dành một lúc nào đó và hy vọng là trong tương lai có thể là họ sẽ kết hợp một màn collab gì đó với nhau cả hai chị em nhá. Vậy thì nói đến một cái ca khúc mà Giang nghĩ rằng là không ai là không biết, đó là ca khúc Xe Đạp. Thì ngay bây giờ thì Xe Đạp sẽ xuất hiện ở trên sân khấu, nhưng chương trình Bài Hát Đầu Tiên thì không bao giờ là có những cái sự đơn thuần như thế. Nó sẽ là những cái sự kết hợp lần đầu tiên và đặc biệt là những cái phiên bản rất là khác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một liên khúc có tên là Xe Đạp và Hành Tinh Ánh Sáng qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thùy Chi và Vũ Cát Tường. Cô bé thương em từ lâu, lắm luôn
em chọn yêu anh là thế giới khác lạ. Đường anh đi rất nhiều trong ngày, vì em có cả nằm ở lại. Hứa với anh dù có khó khăn ta vẫn thật gần. Ngày qua em biết cậu bé thương em từ lâu, lắm lúc chẳng nói một câu, đôi khi hay quên chưa. Cảm ơn Vũ Cát Tường và Thùy Chi. Cảm ơn ban nhạc. Xin chào. Ồ, lâu quá mới gặp lại anh. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Và hôm nay anh thấy phần biểu diễn này hình như hai bạn đổi bài cho nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Ý tưởng này của các bạn đến từ đâu? Em có gửi lời mời Tường để có thể tham gia trong chương trình hát đầu tiên. Và sẽ hát cùng em một bài. Thì hai chị em có suy nghĩ là hát cái gì nhỉ? Thì Tường thì bảo là em hát gì cũng được ấy, dễ tính lắm, hát cái gì cũng được. Thực ra thì chị Thùy Chi là idol hồi cấp 3 của Tường. Mười mấy năm sau mình được fit với thần tượng của mình ở trên sân khấu thì mình vẫn cảm giác là người đó vẫn là như vậy. Người đó vẫn mang cho mình một cái cảm giác nguyên vẹn như cái lần đầu tiên mình được tiếp xúc với âm nhạc của chị Chi. Thì Tường rất là trân quý cảm giác này. Tường nghĩ là đây là một cái sân khấu đặc biệt để mà mình được hát bài của chị ấy và chị ấy hát bài của mình. Và Hành Tinh Ánh Sáng cũng là một ca khúc mà Tường vừa mới ra mắt mà chị rất là thích, mà rất là muốn hát, mà nhất định xin Tường là Tường ơi, chị có thể đổi được vai không? Tức là Tường là em này cô bé ơi. Này em bé ơi. À này em bé ơi thì mình sẽ đổi thành là anh này cậu bé ơi, mà nhất định là hát là anh là cậu bé ơi, bởi vì là Tường là hoàng tử bé. Xe đạp thì rất quen rồi nhưng Hành Tinh Ánh Sáng thì Tường mới cho ra mắt đúng không? Trong một dự án mới của Tường mà anh đọc viết. Hành Tinh Ánh Sáng là một trong những sáng tác của Tường nằm trong cái mini album hay là gọi là EP 1 triệu năm ánh sáng và dự án vẫn còn tiếp diễn. Yeah. Tại sao lại là 1 triệu năm ánh sáng, Hành Tinh Ánh Sáng? Em không biết mọi người như thế nào nhưng mà em bay hơi xa. Trong cái thế giới sáng tạo thì nó không có giới hạn. Và Tường vẫn hay nói với khán giả của Tường là Tường đến từ Hành Tinh Ánh Sáng và nhiệm vụ của Tường xuống đây thì để mua vui ca hát, góp vui cho đời. Xin cảm ơn Vũ Cát Tường và xin được chúc cho Tường sẽ thành công hơn nữa với dự án 1 triệu năm ánh sáng và các dự án tiếp theo của mình. Khi nào mệt mỏi quá thì cứ quay trở lại Hành Tinh lấy cảm xúc rồi lại xuống đây lâu lâu mời mua vui. Okay. Và ngay bây giờ thì chắc là xin được mời Vũ Cát Tường cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ lắng nghe thêm một ca khúc nữa qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Chi, một ca khúc vô cùng quen thuộc mang tựa đề Một Thời Đã Xa. Có một bạn cầm cướp biển, hình như là em fan của nhóm khác hay sao ấy, bị lọt vào đây bị nhầm đúng không? Không ạ, đây là nickname của em. Yo, yo, đây là Thùy Chi. Bài hát đầu tiên, anh Tuấn, Hương Giang, yo. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên. Chính bạn ấy đã mang đến cho em tất cả những người mà yêu thương em đến suốt 15 năm qua. Anh giờ đây anh đâu biết rằng xa nhau đôi ta rất buồn, gần nhau vui được gì đâu. Bài hát đầu tiên, bài hát đầu tiên. Thank you.
Thời đã xa phiên bản Thùy Chi. Tại vì trước đó thì phiên bản này được thể hiện bởi nữ ca sĩ Phương Thanh. Chị đã từng biểu diễn trên sân khấu Ba đầu tiên một lần rồi ạ. Nhưng ngày hôm nay thì chị Chi mang lại một cái phong cách rất là khác. Cái lúc đó chị có bị áp lực nhiều lắm không? Khi mà phải thể hiện lại một cái phong cách khác hẳn của mình như vậy ạ?
Chi không áp lực gì cả. Bởi vì chị biết là chị Phương Thanh và rất nhiều những anh chị ca sĩ khác thì rõ ràng hồi bé, không biết là Giang nghe không, chị nghe rất là nhiều. Chị nghe tất cả các bài của chị Phương Thanh, Ta Chẳng Còn Ai, rồi là Khi Giấc Mơ Về, rồi rất nhiều, trong đó có Một Thời Đại Xa là cái bài mà đi hát karaoke lần nào cũng hát. Thích vô cùng luôn, đấy là một cái ước mơ của chị, là giá như sau này mình được hát bài này thì tự nhiên ước mơ thành sự thật khi anh Chí nói là chị ơi, em hát trong đĩa Một Thời Đã Xa của anh nhé, bài Một Thời Đã Xa luôn. Tức là chị cảm thấy là ôi, thiên đường của mình đây rồi. Và chị chỉ biết là mình sẽ làm tốt nhất những gì mà mình có, làm đúng những cái gì mà là con người của mình, để khi mà khán giả nghe thấy thì khán giả sẽ nghe thấy một cái câu chuyện mà mình kể cho khán giả nghe, mà nó cũng là một cái câu chuyện khác cái cách mà chị Phương Thanh kể nữa. Nhưng với nhiều bài hát, nhiều câu chuyện khác nhau, chị có bao giờ sợ là giọng mình và cách hát của mình nó sẽ bị một màu không? Em không thấy sợ đâu, trước là thì nếu em sợ em sẽ không làm. Ở dưới kia thì anh đang nhìn thấy có rất nhiều fan và các bạn đang cầm một số những hashtag, những biển. Ví dụ như là Thùy Chi ở phía này, anh nhìn thấy Thùy Chi này. Rồi là mấy cái ảnh kiểu công chúa búp bê gì đấy, đúng không Chi? Dạ. Vẫn là hình ảnh quen thuộc của em này, Dương cầm nhỏ anh cũng biết này. Nhưng có một bạn cầm cướp biển, hình như là em fan của nhóm khác hay sao ấy, bị lọt vào đây bị nhầm đúng không? Không ạ, đây là nickname của em. Ai đặt cho em hay là em tự nhận? Em tự nhận luôn ạ. Trong một ngày em ngồi ở nhà bạn thân em, thì em ngồi em chat cái webcam ấy, thì là hôm đấy em bị dị ứng ấy. Thế là một bên mắt to, bên mắt nhỏ ấy ạ. Thì xong em không biết làm thế nào để cho cái hình nó lên nó cân, nên là em mới tự chế là cho một cái mặt của cướp biển vào. Với cả thực ra là ngày xưa em cũng là một người rất là thích cái cảm giác lênh đênh ở trên biển. Với cả em hồi đấy em cũng nghịch, thì em nghĩ là cướp biển hay. Mỗi một người có một suy luận khác nhau. Anh đọc cướp biển thì anh nói thật, anh không nghĩ đến chuyện lênh đênh trên biển đâu. Dạ. Mà anh nghĩ là Chi đi cướp cái gì đấy. Đấy thì em sẽ đi cướp trái tim của mọi người ạ. Wow. Rất là vui. Này, cướp trái tim của mọi người hay cướp trái tim của một người? Anh phải hỏi người ta chứ em có biết đâu. Nào, tôi lát nữa tôi sẽ hỏi thêm. Chắc chắn là Chi sẽ nói chuyện nhiều với fan, thì Chi thấy họ đến với Chi vì tính hài hước của Chi hay là đến với Chi chính vì giọng hát của Chi? Chắc chắn lúc đầu thì ai cũng sẽ đến với em vì giọng hát của em rồi. Sau đó thì người nào đến lần đầu tiên offline anh ạ cũng nói là chị không như mọi người nghĩ đâu. Em thì em thấy là trong các cái buổi fan meeting của chị Chi thì em không được theo dõi. Nhưng có một cái đêm trước giờ em thấy Chi làm đấy là nhảy. Trong các cái buổi fan meeting thì chị đã rồi nhảy chưa ạ? Chưa đúng không? Nhưng mà em cũng không biết nhảy thật. Thế bây giờ giữa nhảy và rap thì chị chọn cái gì ạ? Wow. Rap đi. Rap dễ hơn nhỉ? Rap. Bây giờ một đoạn nhạc được không ạ? Ôi trời. Yo. Ôi trời ơi. Sao khó. Yo, yo, đây là Thùy Chi. Bài hát đầu tiên, anh Tuấn, Hương Giang, yo. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là có, những lúc đi lờ nhưng mọi chuyện lại chấp nhầm nhỏ. Có những lúc gặp nghèo tưởng như xong rồi đó, nhưng nghĩ lại mọi chuyện chẳng đáng mà lo, chỉ là chuyện nhỏ. Give up for Thùy Chi. Ô, nhưng mà chị ơi, chị có cái giọng đọc được thiệt nha. Ô, chị muốn độn thổ quá. Chị đọc được thiệt. Nha. Em nghĩ chị nên suy nghĩ đi, bởi vì rap đang là xu hướng. Ngày hôm nay chúng ta phát hiện ra nhiều góc khác của Thùy Chi. Với Chi thì Chi có nhớ được kỷ niệm nào mà để lại nhiều ấn tượng nhất về fan club trong Chi không? Kỷ niệm sốc nhất, ấn tượng nhất và đúng là chắc cả đời không quên được, đó là ra đời của Crazy Fan. Tức là ngày xưa cái tên FC của em là Crazy Fan. Tức là đúng là những người kiểu phát cuồng lên vì yêu mến thần tượng của mình. Thì đó là một buổi biểu diễn ở trường đại học. Sau khi mà em biểu diễn xong thì em đi về nhà, em có được gửi một bức thư. Thì bức thư ấy có ghi là, tức là bức thư đấy là được chuyển hai lần trước mà không thành rồi. Đến lần thứ ba thì các bạn ấy có tìm bằng mọi cách để gửi thư cho em. Thì trong thư có ghi là nếu chị không trả lời thư của em, 3 ngày sau chúng em sẽ đến gặp chị. Thì ô, em sợ, lần đầu tiên em bị đe dọa, em sợ vô cùng luôn.
Xong rồi em mới nhắn cái bạn, hồi đấy là một cái bạn đi cùng em, bạn trợ lý ấy. Em bảo là ra nói với các bạn ấy là ấy, hoặc là em tìm bằng mọi cách để liên lạc với các bạn này này, bạn có ghi cả số điện thoại các thứ, nick Yahoo cái gì 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 ấy. Xong rồi em bảo là nếu mà còn đe dọa chị một lần nữa thì đừng, sẽ không bao giờ được gặp chị đâu. Thế là các bạn ấy mới không crazy nữa. Đến bây giờ thì fan club của Chi có được tổ chức một cách bài bản không? Đợt em ở Hà Nội á, thì mỗi một năm các bạn sẽ tổ chức hai lần, một lần là cuối năm và một lần là sinh nhật em, thì năm nào cũng đều như vậy. Và trong những lần đó thì hoạt động của fan club Chi sẽ như thế nào? Chính cái người bạn, cái bạn mà đến gặp em ấy, đưa cái thư mà vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khó. Thì rất nhiều buổi offline thì bạn ấy đều là người đầu tiên, bạn ấy đi gặp tất cả những người trưởng mũi, tức là quận này, quận kia, rồi là bạn ấy phụ trách cái gì, bạn ấy phân bổ tất cả mọi thứ. Tức là như bạn ấy là trưởng fan club đấy. Đúng rồi, bạn là trưởng fan club ạ. Nhưng mà lại có một vấn đề là vì bạn là con trai thì em hơi ngại một chút. Em sẽ không quá là thân mật được hay là kiểu gần gũi để chia sẻ được. Thì bạn ấy có rất là nhiều những cái tâm tư, bạn ấy kiểu bạn ấy chất chứa trong lòng, bạn không thể nói ra được. Xong là bạn ấy chỉ biết là bảo bạn ấy làm cái này làm cái kia. Em biết tất cả những điều bạn ấy làm, nhưng mà em chỉ không nói chuyện được với bạn ấy thôi. Và đến một ngày tự nhiên em đang ngồi dậy đàn thì em có nhận được một cuộc điện thoại. Thì là bạn trong FC, bạn ấy nói là chị ơi, anh không muốn nói tên, anh ấy bị tai nạn. Thì em còn chưa kịp di chuyển thì bạn ấy bảo là chị ơi, anh ấy mất rồi. Tự nhiên lúc ấy rất là nhiều những cái ký ức nó bắt đầu nó trở lại, nó dội về. Tự nhiên mình cảm thấy là tại sao mình bao nhiêu lâu nay mình tiếc không nuối. Thể vâng, mình đúng là mình tiếc nuối mình là tại sao mình không thể nói chuyện chia sẻ với bạn ý để thực sự là ít nhất là một lần mình có thể nghe được một điều gì đó, một lời tâm sự gì đó từ bạn ý. Và bạn ấy đã âm thầm làm rất nhiều thứ, bạn đã kết nối cho rất là nhiều những cái bạn yêu mến mình từ rất là nhiều nơi. Bạn ấy dạy toán, bạn ấy dạy học cho những cái người mà quen của em mà có trẻ con cần phải học. Bạn làm tất cả mọi thứ liên quan đến em, tất cả những cái điều mà bây giờ mình có nói thì bạn ấy cũng đã không còn ở đây nữa. Nhưng mà em chỉ biết là em rất trân trọng và có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên. Chính bạn ấy đã mang đến cho em tất cả những người mà yêu thương em đến suốt 15 năm qua. Sau câu chuyện đó thì Chi có cởi mở hơn với những fan của mình bây giờ không? Sau cái câu chuyện đó, sau khi việc mà bạn ấy đã ra đi và bạn ấy không nói được tất cả những cái điều mà bạn ấy mong muốn, thì em cũng thấy rằng là thực sự cuộc sống ngày mai mình cũng không biết như thế nào. Nên là bất cứ khi nào em có thể chia sẻ được với những cái người bạn, những cái người fan mà em rất là yêu thương em và em cũng rất là thân thiết, thì em chỉ biết là em có thể chia sẻ được gì, em có thể nói được điều gì với các bạn, thì em cũng sẽ không giấu giếm nữa, em cũng sẽ... Thế hôm nay trên sân khấu của bài hát đầu tiên, có một bí mật gì đó mà Chi muốn nói cho tất cả các fan yêu mến của mình không? Trong các buổi offline thì em đều sẽ có một mục là ngồi tâm sự. Hát được 1-2 bài thôi, nhưng mà ngồi tâm sự thì rất là lâu. Em sẽ ngồi nói chuyện, em sẽ ngồi để nhớ tên các bạn trong FC của em. Nhưng mà đây là năm đầu tiên mà em không ở Hà Nội nữa. Và cái FC Hà Nội thì đã cùng em được hơn 10 năm rồi. Thì em chỉ muốn nói rằng là mười mấy năm nay là Chi đã ở cùng với các bạn ở Hà Nội, đã cùng chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Thì các bạn miền Nam thì lần nào cũng nói là đến bao giờ Chi mới vào đây để có thể cùng được kiểu offline gặp Chi một lần để có thể chia sẻ. Thì Chi xin phép FC Hà Nội để cho Chi ở Nam một thời gian để có thể được gần các bạn FC miền Nam hơn. Và chắc chắn rằng là dù có đi đâu thì chắc chắn là FC Hà Nội vẫn luôn là cái điều mà Chi sẽ không bao giờ quên, Chi sẽ yêu suốt đời. Giang nghĩ rằng là đúng là người nghệ sĩ khi mà họ nhắc đến fan, những cái người mà dành cho người nghệ sĩ những cái tình cảm, tình yêu thương, Giang nghĩ là khó tả. Cho nên Giang cũng sẽ thấy được cái sự xúc động khi mà chị Chi nói về fan của mình. Vậy thì ngay bây giờ để thay đổi không khí thì Giang nghĩ rằng là chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc như một cái món quà dành tặng cho những người mà luôn yêu thương chị. Và để bật mí về cái món quà này thì đây là một ca khúc mà chính nhạc sĩ Đức Chí đã phải gọi điện cho nhạc sĩ Hoài Sa. Tại vì bật mí với chị là ban nhạc Hoài Sa, nhưng mà anh Sa thì cũng lúc thoát ẩn thoát hiện chị ạ. Cho nên mà ngày hôm nay anh Chí phải gọi trực tiếp cho anh Sa để nói rằng là anh Sa phải đệm đàn cho chị Chi hát ca khúc này.
Và ngay bây giờ trên sân khấu của bài hát đầu tiên, thưa quý vị, ca khúc có tên là Như Chưa Bắt Đầu. Sợ nhau đôi ta
chúng ta. Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua, nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió. Cảm ơn anh Sa, em cho em mời anh lên trên này đứng cùng em ạ. Nghĩ là trong sân khấu bài hát đầu tiên ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái ước muốn của em đã thành sự thật. Và ngày hôm nay thì với một bài hát của anh Đức Chí, rất là trân trọng và rất là cảm ơn anh vì đã ngồi đây chơi đàn để cho em được hát lên tất cả những cảm xúc của em ngày hôm nay. Và có một điều mà em muốn hỏi anh Sa, bởi vì em được bật mí là vì sao anh Chí lại gửi gắm anh Sa để đệm đàn cho em trong bài hát này ngày hôm nay ạ? Chí cũng là bạn thân của anh, cũng từ thỏa thiếu thời bắt đầu đi làm. Cho nên là mỗi lần mà Chí có mà sáng tác một ca khúc mới, thì anh hay là cái người bị khoe nhất. Cái bài này là bài anh thích nhất của Chí. Mà lúc mà Chí sáng tác, lúc Chí chưa đi học, tức là rất là lâu rồi, anh nghĩ là phải 20 mấy năm, tức là gần như những sáng tác đầu tiên đó. Vâng. Tức là sáng tác cảm xúc hoàn toàn luôn. Chắc cậu cũng yêu đương, có vẻ là thành thật, cho nên là dạ, sáng tác có cảm xúc, có vẻ thật. Dạ. Với bài này thì trước khi em được hát thì em toàn là anh Chí đệm cho em thôi. Nhưng hôm nay có lẽ là vì là anh Chí đã rất là tin tưởng và gửi gắm tiếng đàn của anh Sa để có thể chơi cho em trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Sa một lần nữa ạ. Bài hát đầu tiên. Em luôn có một cái cảm giác là em chưa bao giờ được hát thực sự như là em mong muốn. Em chưa bao giờ được toàn tâm toàn ý cho cái việc hát. Thì bây giờ em thực sự mong muốn được chỉ hát thôi. Lời nói chia tay sao thật khó, vì còn yêu gió heo bay em bận không. Người từng lo, phải chăng là vì điều đó, là vì yêu người ta sẽ chẳng dễ buông ai cả. Anh dũng cảm hỏi Chi. Dạ. Tình yêu thế nào ạ? Các bạn khán giả đang mắt kiểu sáng rực lên. Anh Tuấn hỏi đúng ý bọn em quá. Bài hát đầu tiên. Bài hát đầu tiên. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với ca sĩ Thủy Chi trong chương trình bài hát đầu tiên. Xin cảm ơn Hoài Sa, bạn đã thể hiện phần đệm cho Thủy Chi rất hay trong bài hát vừa rồi. Một bài hát lại của Đức Chí. Nhưng mà Chi thì nói đến Đức Chí từ trước là có rất nhiều bài mà Chi đã làm việc cùng với Chí rồi. Dạ. Chi thấy Đức Chí như nào? Em không biết là với mọi người nhìn anh Chí nào, nhưng em thấy anh ấy không khó tính đâu nhá. Nhưng mà anh ấy rất là kỹ. Bởi vì chính cái kỹ đấy thì em lại thích. Bởi vì em cũng là một người rất là kỹ khi mà làm việc. Khi mà em đến thu âm với anh Chí thì em anh Chí sẽ ở phòng thu có khi từ sáng đến tận chiều tối luôn. Em thích cái cách làm việc như vậy. Và quan trọng là em cũng rất là thích những cái màu sắc âm nhạc của anh Chí nữa. Tất cả những ca khúc của anh Chí em đều rất là yêu. Chi từ đầu chương trình giờ nói rất nhiều đến chuyện là vào Nam. Dạ. Bây giờ cho anh được hỏi thật là Chi đã chuyển hẳn vào đây chưa? Em đã chuyển hẳn vào Nam rồi ạ. Tại sao Chi lại có quyết định đấy sau bao nhiêu năm gắn bó với phía Bắc? Em vẫn hay chia sẻ là khủng hoảng tuổi tuổi 30. Tức là đúng là 15 năm vừa qua cũng có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Rồi là cái việc là em cũng đã dạy học mười mấy năm rồi. Em cũng ở bên cạnh các em nhỏ rất là lâu rồi. Thì em luôn có một cái cảm giác là em chưa bao giờ được hát thực sự như là em mong muốn. Em chưa bao giờ được toàn tâm toàn ý cho cái việc hát. Thì bây giờ em thực sự mong muốn được chỉ hát thôi. Hôm nay trong bài hát đầu tiên, lần đầu tiên anh dũng cảm hỏi Chi. Dạ. Tình yêu thế nào ạ?
Các bạn khán giả đang mắt kiểu sáng rực lên. Anh Tuấn hỏi đúng ý bọn em quá. Thế ạ? À? Đúng không ạ mọi người? Các bạn có muốn hỏi điều đấy không ạ? Tức là anh muốn hỏi tình trạng hiện tại của em hay sao ạ? Tức là về tình yêu nói chung đi chứ ai anh lại hỏi kỹ quá. Tức là tình yêu quê đất nước, tình yêu cha mẹ cùng nữa. Tình yêu một anh nào đó. Anh hiện tại giờ là em chỉ có tình yêu với âm nhạc và các bạn fan của em thôi. Em không có một mối quan hệ nào bên ngoài cả. Nhưng mà anh nghĩ là đến tuổi này chắc chị cũng phải yêu rồi chứ nhỉ? Rồi chứ ạ. Thế trong tình yêu Chi là người như thế nào nhỉ? Khó thế, bây giờ là em trả lời thì nó bị kiểu chủ quan quá. Hay thôi, như này, thế này cho dễ. Rồi. Bạn trai của Chi sẽ là người như thế nào? Bạn trai của em thì em nghĩ rằng là sẽ là người ít nói thôi. Nói đúng lúc anh ạ. Ừ. Và không phải là một người mà cứ đay đi đay lại một câu chuyện gì đó. Rồi. Không quan trọng phải có 6 múi. Cao gì không? Cao bình thường. Dạ. Có đeo kính không chị? Đeo kính cũng được. Đeo kính cũng được. Có trong ngành không? Giang hình như Giang đang tìm hộ em. Có trong ngành không là hay là chỉ cần hiểu thôi? Ngày xưa thì em không muốn là có mối quan hệ trong ngành. Nhưng bây giờ thì thực ra em nghĩ là thế nào cũng được. Thôi bây giờ quay trở lại với câu chuyện Nam Tiến đi. Dạ. Với mỗi một ca sĩ khi mà người ta chuyển từ một nơi này đến một nơi khác thì họ luôn luôn phải tìm ra những cái mới. Dạ. Họ phải tìm ra những ekip mới của mình. Dạ. Thùy Chi có như vậy không? Nếu như có ekip mới thì họ là ai? Cái lý do để cho em có mặt ngày hôm nay ở chương trình mà cũng như ở Nam đó là một cái lời mời của anh Virus. Thì anh Virus thì là bạn học của em. Bọn em học với nhau 20 năm nay rồi. Cùng dân piano với nhau, cùng học trong trường nhạc viện. Và đến một khoảng thời gian đến cuối cấp 2, gần cấp 3 thì anh Virus có đi học ở nước ngoài. Thế là xong rồi em nghĩ là một cái duyên ấy, tự nhiên anh Virus lại liên lạc với em. Tức là anh Virus cũng rất là muốn nghe em hát. Và anh ấy không muốn em kiểu cứ ở một cái nơi nào đấy xa xa, anh không thể biết là em làm thế nào. Khoảng một năm để em suy nghĩ cái việc này thì là em đã quyết định là vào công ty của anh Virus. Vậy thì hướng đi sắp tới của Thùy Chi sẽ do Thùy Chi quyết hay là sự kết hợp của Thùy Chi và Virus cùng bàn với nhau? Thường thì anh Virus rất là tôn trọng em, bởi vì là anh cũng hiểu là trước khi vào công ty em không phải là một nghệ sĩ mới nữa. Em không phải là nghệ sĩ kiểu mới vào để đào tạo lại tất cả. Em đã có 15 năm làm nghề ở bên ngoài rồi. Thế nên là anh Virus cũng tôn trọng và mong muốn rằng là dựa trên những điều mà em có để phát triển lên. Tuy nhiên em cũng vẫn đồng thuận nếu có một sự thay đổi gì đó mà là quyết định của anh Virus. Đến giờ phút này thì anh cũng như tất cả khán giả rất là muốn nghe một bài hát nào mới của em. Nếu mà để nói là một bài hát mới hoàn toàn ấy thì em có rất nhiều anh ạ. Vậy không em đang chọn được. Em đang chọn để xem là nên ra mắt bài hát nào. Nhưng mà có một bài hát mà em cũng vừa mới ra mắt xong, là một bài hát mà anh Virus viết luôn cho em. Và trong MV thì em có mời anh Trấn Thành hát cùng em. À. Nhưng mà ngày hôm nay thì là anh Thành rất là bận lịch quay, nên ra là chỉ một mình em thì không có ai hát cùng em cả. Ca khúc mang tên là Nói Chia Tay Thật Khó của Virus. Nói Chia Tay Thật Khó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc cuối cùng trong chương trình bài hát đầu tiên ngày hôm nay. Một ca khúc của Virus. Thùy Chi sẽ thể hiện bài hát này, Nói Chia Tay Thật Khó. Chẳng là vì điều đó.
Cảm ơn Thùy Chi và Vũ Đoàn MC. Công nhận là nói chia tay giờ phút này rất là khó đúng không ạ? Tại vì là tất cả chúng tôi đây đều còn tiếp tục muốn nghe ca sĩ Thùy Chi hát thêm nữa. Nhưng mà có lẽ rằng là chúng ta sẽ để dành cái cảm xúc này để chờ đợi những cái sản phẩm tiếp theo, những cái sản phẩm mà chị Thùy Chi cũng như là ekip của mình tâm đắc. Và hy vọng là chị Thùy Chi sẽ sớm mang những cái sản phẩm mới đến với tất cả những người yêu mến giọng hát của chị ạ. Và đây là kỷ niệm chương của chương trình bài hát đầu tiên. Ai đến đây cũng sẽ có một kỷ niệm chương này, trông cũng hơi giống chiếc đĩa Platinum. Và hy vọng là sự nghiệp nam tiến của Thùy Chi sẽ sớm đạt được chiếc đĩa vàng trên online, trên đĩa vật lý hay trên tất cả các mạng xã hội. Chúng ta cùng một lần nữa cảm ơn ca sĩ chính trong chương trình ngày hôm nay đã đến đây, đã chia sẻ những câu chuyện và hát chúng ta nghe những bài hát rất hay của cô ấy. Xin được cảm ơn ban nhạc Hoài Sa, ban nhạc của chương trình này. Và trước khi nói lời tạm biệt thì không biết là bây giờ chị Chi có muốn chia sẻ một chút cảm xúc của mình đến với tất cả quý vị khán giả không ạ? Chị nghĩ rằng là ngày hôm nay dù có hơi mình một chút thôi, bởi vì là rõ ràng là khi mà đứng ở trên sân khấu này, mỗi một người nghệ sĩ có một cái áp lực để diễn live với ban nhạc thì là một điều không dễ dàng đâu mọi người ạ. Nên là khi mà đã mang trong mình một trách nhiệm là mình sẽ hát với cả những cái ca khúc mình yêu thương, mình gửi đến khán giả của mình, thì chị nghĩ rằng là không những Chi mà tất cả những nghệ sĩ đứng sân khấu này đều rất là mong muốn. Chi cũng mong rằng là tất cả các khán giả đã yêu mến Chi sẽ luôn luôn yêu mến Chi nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mình rất là trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình bài hát đầu tiên, đặc biệt là ủng hộ cho ca sĩ Thùy Chi ngày hôm nay. Và xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 20:30 tối thứ hai tuần sau trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại. Người lòng tôi theo tiếng nhạc vang lên trong từng hơi thở tâm hồn, dù lòng ai chẳng muốn rời, gieo tâm tư lời tôi hát đắm say, đẹp hồn tôi tâm sáng rọi, yêu đau vui buồn tôi hát với đời, thả lòng trôi tôi với người.
truyền tâm.